Trời tốt, tốt, đẹp trai quá, chi đi. Trời Tây Giang kì. Trời Sunri, đê Sun. Trời sao anh nào cũng thích hết trơn vậy trời. Ôi. Ước gì mấy anh này đến quán anh hạnh phúc ha. Trời mấy anh tới là tới công tiện luôn. Tiếp đãi hả, từ A đến Z luôn. A đến Z luôn. Xịn xịn xịn. Sao đẹp trai vậy bà? Trời ơi đẹp trai không? Quá là đẹp trai luôn. Trời ơi nè, góc cạnh không? Trời ơi tóc nè, màu tóc nè, hợp chưa? Nãy nghe chồng nghe bà ước gì mới ảnh vô đây đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Thích lắm đúng không? Thích lắm. Wow, chắc xin chữ ký mảnh rồi luôn đúng không? Trời ơi tôi sẽ xin hết. Xong rồi tôi sẽ post lên trên mạng á, tôi khoe mọi người á. Nó nghe nè bà. Ví dụ như bà là thích xin chữ ký ảnh, chứ tôi là tôi thích xin chữ ký bà đó. Tôi có nổi tiếng gì đâu mà xin chữ ký của tôi. Không xin chữ ký vô cái đơn nghỉ việc á. Không xin chữ ký vô cái đơn nghỉ việc á. Dạ, dạ ông chủ. Sao vậy? Sao mà cái quán ăn này là cái quán ăn hạnh phúc mà em để anh mất hạnh phúc rồi vậy em? Sáng giờ cái bếp không ai chùi, khách khứa không ai lo, mà em ngồi đây em lo Big Ben, em bích bùng cái não em không làm gì chăng? Dạ tại lâu lâu em nhớ thanh xuân của em nên có xíu hả? Thanh xuân của em là những nhóm nhạc này, còn thanh xuân của anh là cái quán ăn này. Yeah. Cuộc đời anh đó giờ anh ngộ lắm, anh phải hạnh phúc thì anh mới có thể tiếp khách được. Hôm nay là anh thấy là tâm trạng anh là không tốt rồi, cho nên là em coi hình xong em ra ngoài em đóng cửa tiệm lại giùm anh. À nhưng mà không được, hôm nay có khách ông chủ. Thì chọc cách tới nè. Alo ạ, à, quán anh hạnh phúc xin chào. Ông chủ lúc nào mà chả vui. Đúng rồi, chị tới đi, chị tới đi. Tới đi là ông chủ vui là cho được ăn ngon à. Dạ, ra. Ủa tới luôn rồi hả? Ồ, ra, rồi ra mở cửa liền. Oh, hello. Dạ, quán anh hạnh phúc xin chào. Hello chào chị. Dạ, chào mọi người. Nhưng mà có một cái ông chủ đang hơi không vui lắm á. Ủa sao nãy thì nói em là cứ vô đi. Thì chị nói vậy thôi, chị dài á. Okay. Mình kiếm cái gì đó vui vui nha. Cái vui vui nha. Ông chủ, vì miếng cơm anh áo ông chủ. Dạ chào ông chủ ạ. Dạ chào ông chủ. Chào. Dạ, vì miếng cơm anh áo. Chào hai bạn. Dạ. Dễ thương. Mời hai bạn vào đây, mời hai bạn vào đây. Vô đi, vô đi. Nói chung là gặp hai bạn một cái màu xanh hạnh phúc rất là vui. Dạ. Màu xanh hy vọng. Hy vọng dạ. Nói chung thì tâm trạng hôm nay anh cũng không có được gọi là phấn khích như là ngày bình thường. Nhưng mà là mỗi lần anh gặp khách là anh vui à. Dạ. Cái anh gặp tụi em rất là vui. Anh vui là vậy hả? Anh vui, anh cười lên. Cười lên, cười lên. Cười với khách này là một, cười với một vị khách quan trọng hơn em. Ủa ai quan trọng hơn tụi em hả? Là khách này à. Dạ. Dạ xin chào quý vị đã đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ vào thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Hai em có thể nào tự giới thiệu về mình không? Nhìn tụi em thì anh thấy là chắc tụi em là nghệ sĩ hả? Dạ. Chắc anh cũng có mắt nhìn người quá ha. Nói chung là hôm nay thì các bạn cho anh một cái năng lượng rất là tươi trẻ, anh rất là có mood, rất là vui. Nhưng mà anh nghĩ là như thế này, cái mood vui á nó đang ở nằm ở mức 5. Mới mức 5 thôi, hát hay. Đạt mới đạt trung bình. Anh muốn đẩy nó lên nóc luôn. Bởi vì hôm nay á anh nhìn năng lượng của tụi em, anh nhìn cách ăn mặc của tụi em làm anh liên tưởng đến một cái quốc gia. Một quốc gia. Và anh nghĩ là hôm nay anh sẽ thả hồn của cái quốc gia đó vào món ăn của mình hôm nay. Wow. Thì bây giờ trước khi mà bắt đầu ăn món ăn này, anh nghĩ là chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Chơi để mất calo, ăn nó mới ngon đúng không? Đúng rồi. Và trước khi mình ăn mình phải chơi để mình tạo cho mình cái niềm vui nữa. Và chưa kể mình chơi cùng nhau, mình ăn cùng nhau tạo cho chúng ta cái sự hạnh phúc. Bởi vì đây là gì? Quán ăn hạnh phúc. Và trò chơi chúng ta xin được phép bắt đầu. Được. Giờ luôn. Sẽ có một trò chơi cho các bạn. Đây. Em thấy cái này giống như là đi bắt cá bóng chứ. Đây, phát cho mỗi bạn một cái. Hai chị em mình là mẹ con nhà ca. Rồi. Ok, bây giờ Lu sẽ đứng ở bên này, Lu sẽ phát cầu và các bạn sẽ chụp lấy cái cầu lông này bằng cái đôi đũa các bạn đang cầm. Và ai được ba cái thì thắng. Đúng rồi. Mình giành nhau hả? Mình giành nha. Mình không nhường nhau nha. Ai mà có ba cái đầu tiên thì người đó thắng. Chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn bị, sẵn sàng. Mình có thể lùi về để mà mình đừng có nhào lên nhau đó. Trời ơi là trời. Sorry, sao, sorry em, sorry. Tại sao vậy anh? Sẽ nháp vậy? Sẽ nháp. Em chưa kịp lụm. Ê chị chưa? Ê chị chưa? Em chưa sẵn sàng cái này. Không, em phải nhanh nhậu lên em à. Em phải nhanh nhậu lên em à.
Một đều. Bây giờ mình sẽ chơi là một lần mình quăng ba cái luôn. Ai lụm được đi thì lụm. Ok. Tính ra không được này. Hai cái rồi. Chết rồi. Hai cái rồi hả? Ráng lên. Ráng nha. Hay quá, hay quá, hay quá. Đó, đứng thắng rồi. Trời ơi, không nhìn. Rồi, ok. Trời ơi, thấy vậy. Wow. Ủa sao giờ em lại gấp được trong khi em á ba trái chút. Chúng ta xem không, thì không không chị em gì nữa nha em. Bên đây là giỏ của Trí. Bên đây là giỏ của Quỳnh. Dạ. Yeah. Thì bên Trí thì cũng được ba cái, Quỳnh cũng được ba cái, nhưng mà được cái thì Trí là người đầu tiên. Thì trận đấu này thì nói chung là các em làm anh rất là vui. Yeah. Rất là hạnh phúc. Dạ. Yeah. Anh rất là muốn đem những món ăn hạnh phúc của anh ra. Yeah. Để mời tụi em. Dạ. Yeah. Đó giờ em thích ăn nhất là món gì? Tất cả những quốc gia ngoài đất nước Việt Nam của chúng ta. À. Chị thích món nào? Chị thích của nước nào? Chị thích của nước Nhật. Nhật hả? Ừ. Em kế Nhật. Hàn. Thích Hàn Quốc đúng không? Dạ. Đúng rồi. Ồ là la 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 la. Còn em thích đồ ăn gì? Đồ ăn Hàn. Ok. Ở đây hôm nay hai người thích Hàn thì ngày hôm nay quán ăn hạnh phúc của chúng ta sẽ phục vụ những món ăn đến từ Hàn Quốc. À. Rất là đặc biệt. Và đặc biệt như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem. Xin chào mừng các thực khách của chúng ta đang đến với buổi đại tiệc của quán ăn hạnh phúc. Nhìn thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Bây giờ trước khi mà chúng ta bước vào buổi đại tiệc thì cho chủ quán tôi được xin phép được nói vài lời đại diện. Thì quán chúng tôi thì khác những quán khác ở một chỗ là chúng tôi sẽ ở lại đây để phục vụ các bạn ha, để mà chăm sóc các bạn. Thì mong là các bạn tự nhiên. Đầu tiên thì rất là muốn nghe cái cảm xúc của mọi người khi mà nhìn sơ lược tất cả những món ăn trên đại tiệc của chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Dạ, thì em thấy nó rất là nhiều và không biết là có ăn trước hết hay không. À, sao ăn trước hết là cái gì cưng? Em hết. Nói quá chị, em bị lập từ chị. Còn Quang em như thế nào hả bé laser của anh? Bé laser của anh. À dạ, laser thì cảm thấy là đợt này laser sẽ bắn hết cái dàn thức ăn này vào trong đây. Bắn hết luôn. Bắn hết. Vô đây, vô đây, dạ. Em okay. Đã sẵn sàng rồi. Mình sẽ ăn theo thứ tự. Đầu tiên là sẽ mời hai thực khách món mì tương đen cha chang min trước. Yeah. Nha. Thiệt sự luôn, cái lớp sốt nó rất là óng ánh. Chị trộn lên, trộn óng ánh nữa. Trời ơi. Mì tương đen là một cái loại mì quốc dân ở Hàn. Và có một cái điều mà chắc là rất là ít người biết là ở Hàn á, sẽ có một cái ngày dành cho cái món này luôn. Là một cái ngày ăn cái món này thôi, đó là ngày 14 tháng 4. Đố mọi người tại sao lại là ngày đó? À em biết, ăn chay kiểu giống như bữa đó mình kiểu như là cái xui quá cái mình ăn mì tương đen cho nó đen thui luôn để nó giải lấy độc đó. Lấy độc chị độc. Thông tin mà Lưu được biết á thì mì tương đen á là sẽ ăn vào ngày 14 tháng 4 là dành cho những bạn nào mà ngày 14 tháng 2 và 14 tháng 3 không có được tặng quà hay là được đáp lễ. Thì ngày 14 tháng 4 sẽ dành cho những bạn độc thân. Sao mà xui quá ăn màu đen. Mì tương đen. Ăn mì tương đen đã đen đi còn đen hơn. Nó xoáy vô cái nỗi đau của mình đúng không em? Cái mùi nó thơm quá, đậm đà quá. Nó mùi dầu hào á. Nó hòa quyện với nhau trở thành một á. Cái vị nó rất là mạnh mẽ. Cái vị mạnh mẽ là cái vị nó có tập gym đúng không em? Dạ, cái vị này nó tập gym 6 muối đó. Ăn vô nó rất là ấn tượng. Hợp với khẩu vị của em. Nhưng mà em đi Hàn Quốc rồi thì em ăn món ăn ở đây thì em có cảm thấy là nó có sự khác nhau nhiều không? Em thích ăn cay. Hàn Quốc thì tất cả những món của Hàn Quốc đều cay hết á. Em muốn nó cay hơn một xíu nữa.
Ồ, mì tương đen thì thường là mì tương đen là không mất cay. Mì tương đen là một cái món ăn rất là dễ chịu. Thường là cay á, thì thường là sẽ đi kèm với lại là nóng. Bởi vì là không khí Hàn Quốc thì lạnh, cho nên là ăn mấy cái món nóng sẽ ngon hơn. Đa phần á, các bạn ăn mì tương đen ban đầu thì sẽ hơi ngại một tí, là cái vị nó hơi khó ăn, nó hơi đắng một chút xíu mà. Mọi người có cảm nhận được không? Dạ không, rất ngon luôn. Ngon luôn hả? Không ai khen đắng à? Không ai khen, là vậy là quán mình quá xuất sắc rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đến món kế tiếp. Em cố gắng ăn phần bông. Đó, mọi người có thể thấy được cái sợi mì rất là đẹp. Ống ánh luôn. Nó giống như là sợi mì của mì tương đen luôn đó, phải không mà? Mì này thì thường là sẽ làm thủ công. Thơm lắm. Mình sẽ thử từ nước. Dạ thôi ạ, ngồi mình ngắm cũng được. Trời ơi em ơi, muốn trụy tim luôn á em. Trụy tim luôn. Sao mà nó ngon dữ vậy em? Trời ơi mọi người ơi, cái vị nó cay cay mà nó cay nhẹ nhẹ nhưng mà nó đủ tê tê. Ngoài cái vị cay ra nó còn cho mình cái sự ngọt thanh nhẹ. Và để được cái sự ngọt thanh như vậy thì đầu bếp của chúng ta đã bỏ rất là nhiều hương liệu và rau củ vào đây. Ví dụ như là có nấm hương, nấm bào ngư, cà rốt, củ hành tây, bí ngòi. Ngoài ra còn có cải thìa, rồi rau muống nữa. Mà cái ngọt này rất là tốt cho sức khỏe. Chứ ăn nó sẽ cân bằng lại cái độ tinh bột của trong cái chén mì này. Đó. Rất là ngon. Ngon không? Ngon mà. Cái trong đây á, khi mà ăn á, cảm nhận cái vị cay của nó không phải là vị cái mùi mà ớt hiểm hay là ớt đỏ mình ăn bình thường nha, mà là mùi ớt Đà Lạt đúng không ta? Không, đây là một cái loại ớt bột của Hàn luôn. Loại ớt này rất là đặc biệt. Để mọi người ăn, mọi người sẽ thấy là cay nhẹ nhẹ, với lại là không có bị giống như là không có bị cay hổm ngay cái phần đầu lưỡi á. Đúng. Ăn rất là kích thích vị giác, kiểu như là cứ thích ăn hoài cái món đó. Món thứ ba đó chính là món mì tương đen hải sản. Nếu như mà nhìn bằng mắt là chúng ta nhìn không biết món này là mì tương đen luôn á. Đúng. Nhưng mà khi chúng ta móc ở dưới lên nè. Đó. Thấy chưa? Đẹp quá. Loan bên đây rồi. Không mọi người, không. Chúng ta nên nghe cái cảm nhận của Quỳnh La Gia mọi người. Rồi, mình sẽ tập trung vô nghe cảm nhận nè. Cái hương vị mì bên này á, nó hiền hòa. Hương vị mì hiền hòa là sao? Là nó giống như là một cái dòng suối chảy róc rách róc rách róc rách. Không, cho anh thử một chút xíu nữa. Dạ. Anh thấy không? Nó nhẹ nhàng dịu êm như lời ru của mẹ. Anh hiểu. Cái mì này á, mọi người ăn Khánh hứa là mọi người sẽ không ngán. Hương vị rất fresh. Dạ. Tức là cái món bên kia thì mình chỉ có nước sốt đen thôi. Tương đen thôi. Còn cái này á, mình sẽ có thêm một loại súp đặc biệt. Súp nấu từ mì giam bông này bỏ vô, nó rất là thơm. Nó làm cho chúng ta cảm giác cái vị mì nó rất là mềm. Dạ. Mềm lắm luôn. Với lại là mọi người biết sao là mọi người cảm thấy là khi mà ăn vô là giác quan mình nó được mở, là bởi vì là nó có mùi thoang thoảng của mùi dầu mè á. Thơm. Với lại là sợi mì đúng kiểu là thấm cái sốt đó. Ăn ngọt đúng không? Ăn không có bị ngán. Cái điều mà Khánh không ngờ đó là lần thứ ba mình ăn mì rồi mà mình lại không thấy ngán. Vậy thì mình sẽ trải qua thử coi là lần thứ tư coi như thế nào. Đây là mì special jambon. Cái mì special jambon này rất là đặc biệt, là bởi vì là mì này thì sẽ có những cái loại hải sản tươi như là ghẹ nè, bạch tuộc nè, mực ống, mực nút, mực hoa. Chính vì vậy là cái giá thành khi mà mọi người ăn một cái tô mì jambon này thì sẽ cao hơn rất là nhiều, nhưng mà chất lượng thì sẽ đi đôi với lại giá thành. Ăn cả đại dương. Ăn cả đại dương đó. Rất là thơm luôn đó. Cái mùi nhìn xa em nghe giống mùi kim chi, nhiều kim chi á. Mình cảm thấy cái hương vị này nó khá là nổi loạn á. Dạ, đúng. Nếu như bạn nào mà ăn cay không được mà ăn hương vị mì này, các bạn sẽ hơi bị cố gắng nha mới ăn được nha. Dạ, hơi dội một tí. Nhưng mà đó thì cái vị cay này là rất là mê. Đó, em có thích không? Thích. Thì đây chính là món mì dành cho em. Special jambon nha. Em thấy là cay đều, cay dần lên á. Đúng rồi. Cái này mà ăn mà trời mưa, trời lạnh mà ngồi húp là đã, ôi là đã luôn.
mà mình mới ăn vô nó không cay liền, nó cay lan tỏa. Ồ không, cái này rất là cây bao vây em. Cây nó bị bao vây á, nó bị từ ăn cây từ cái đầu lưỡi rồi hơi nó bao hết nguyên một cái vòng miệng. Cây nó cay, cây dần đều. Thì anh thấy trên bàn mình có một món ăn nó cũng là nhúng bột chiên. Nhưng mà không phải là khoai, cũng không phải là chuối. Chuối mà là gì vậy trợ lý của tôi? Nó là thịt heo. Ủa, thịt heo. Thịt heo. Ủa? Ủa? Chiên. Sao nó dài vậy? Vâng. Mà bình thường mọi người ăn mấy cái món thịt heo chi như thế này thì thường là mình ăn tương ớt, tương cà, đúng không? Rồi, đúng. Nhưng rồi. Mà cái món này sẽ đem lại cho mọi người một cái khẩu vị rất là hay ho, đó là sẽ với cái sốt chua ngọt này đây. Sốt này hả chị? Đúng rồi, mình, thì mình sẽ có hai cách ăn. Một là các bạn có thể chấm vô luôn, hai là mình có thể chan lên ăn luôn, tùy mọi người. Mời mọi người. Wow, cái sốt này thì nó là sốt giống gì vậy chị? Mật ong hả? Nó ăn vô thì nó sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt, nhưng mà để cho các bạn ăn cảm nhận nha. Mình cảm nhận. Chua chua ngọt ngọt hả? Để mình coi, mình đoán coi là đó. Ủa là... Rồi cũng chan vô. Trời ơi, nó giống như là mật ong vậy đó. Chan thì phải ăn hết đó. Trời ơi. Mời thật khách. Mời. Wow. Dạ. Mời cô gái. Cảm ơn. Trời ơi, chị mạnh dạn đoán đây là nước sốt me. Cái lớp bột á thì rất là giòn, sau đó là nó quyện cùng với lại nước sốt non. Nhưng mà em thấy nó hơi chua chua, nó ngọt ngọt mà rất là thanh nữa. Thì nó làm đỡ ngán đi cái phần bột mà xung quanh. Còn bên trong đây là thịt heo đó phải không chị? Đúng rồi. À, cái sốt này nó đặc biệt ở chỗ là sẽ, nguyên liệu thì sẽ có dứa nè, chanh nè, gừng nè, sả, nước tương Hàn Quốc và có cả mận Hàn Quốc. Và một cái điểm là cái này được đun trong vòng 1 tiếng để lấy ra được cái nước sốt của trời nước này. Chị nói em mới để ý khi mà cầm cái chén này lên là có mùi dứa nha. Và đây là một trong những món mà rất là được người dân Hàn Quốc. Nó giống như snack á hả chị? Đúng rồi, món này ví dụ như mà ngồi ăn chơi cũng được, đúng rồi. Hoặc là giống phải tự chiên quá mà kiểu vậy. Bây giờ sẵn mình đang ăn cái món đó luôn thì mình sẽ qua một cái món rất là quen thuộc với mọi người, đó là mandu. Mandu. Đây, trên bàn mọi người đều có. Mời em ăn mandu. Mời mọi người. Dạ mời anh ăn mandu. Dạ. Trời, em thấy cái chén nước tương này nó hơi đen dữ nha. Không em, đây là tương đặc trưng. À, tương đặc trưng để ăn món mandu. Những cái mandu mà Khánh mua trên siêu thị nè, mình đem về mình hấp mình chiên lên ăn á, nó không có thơm mùi hẹ bằng cái này nha. Đúng rồi, cái này rất thơm mùi hẹ. Tại cái này là sẽ được làm thủ công, tự tay làm, dồn hết tình yêu thương vô cái món này, cho nên là ăn nó sẽ ngon hơn gấp nhiều lần lắm luôn. Là cái gì làm từ tay nó cũng ngon á. Và cái món tiếp theo là nhìn một nghe cái tên cái là biết làm từ tay liền. Ốc móng tay. Đây là hải sản xào cay. Rồi. Trời ơi. Em vẫn tưởng là ở dưới nó có mì nhưng không có nha. Chỉ toàn là hải sản thôi. Vậy là topping thôi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Full topping nha. Ốc móng tay bình thường anh ăn thì anh ăn ở ngoài tiệm ốc, anh sẽ ăn là xào với lại bơ với lại tỏi. Trời ơi, anh có gu quá nha. Ăn cái đó rất là thơm. Hôm nay thì Quốc Khánh sẽ ăn thử xem là người Hàn Quốc họ sẽ chế biến món ốc móng tay như thế nào nha. Đúng, đúng. Phải có cái nhìn vị thấy đó. Nó ngon rồi. Ăn vô lại càng ngon hơn. À đúng rồi, khi mà mình làm mấy cái món hải sản á thì em thấy là bỏ ớt vào thì nó sẽ khử đi được cái mùi tanh của hải sản. Em nghe có một cái mùi của một cái lá gì đó rất là thơm. Anh nghĩ không phải là lá, anh nghĩ cái này đâu phải là mùi gừng đúng ta? Gừng, đúng rồi, gừng. Gừng đúng không? Cái hương vị của nó rất là cay. Siêu cay. Cây này không phải là cây phong tỏa như hồi nãy cây bao vây, mà cái này là cây kiểu giống như là sọc vô cái là cây luôn. Cây. Cây thì cây nhưng mà vẫn muốn ăn. Mọi người cây sao? Mình ăn không cây nha. Vậy đó hả? Vậy em ăn cây tốt giỏi. Rồi. Cay quá. Mình sẽ đến cái món cuối cùng. Ta-da-n.
Thì món này mình sẽ phải trộn lên. Thì bên cạnh sẽ có một cái chén sốt để rưới vào đây trộn. Thì chắc là Lu nghĩ là cho một nửa thôi. Sốt đó là sốt gì ta? Cái này là sẽ có mù tạt với sẽ có tỏi. Nhưng mà đương nhiên là sẽ có một cái cách công thức chế biến riêng rồi. Nên là sẽ không có làm mọi người bị khó chịu đâu, yên tâm. Nhìn giống đậu phộng á. Ok, cái trộn này em cảm thấy nó giống như bánh tráng trộn vậy đó. Cho sốt vô, cầm trộn, cho sốt vô, rưới. Một nửa nghe, một nửa nha. Một nửa yêu thương. Được chưa? Rồi. Ít quá vậy. Thôi được rồi, được rồi. Tí nữa khi mà nêm nếm cây là được hay không thì mình ok, trộn cái ở giữa trước. Anh ơi, cảm giác giống như là mình giặt đồ á em. Đúng không? Em đang nhồi bột. Đúng, em đang nhồi bột. Nhồi bột là chính xác nhất. Nhồi bột nè. Chính xác luôn. Em đang làm bánh xèo. Là bánh đồ ha. Đều rồi đó. Rồi, chắc được rồi đó. Mời mọi người. Một cái chén rất là nhỏ mà mọi người. Cái mùi ấm ấm của mùi tạt lên nó rất là nhẹ nhẹ, rất là thơm đồ đó. Đúng rồi, nó thơm, nó chỉ đủ thơm chứ nó không làm mình bị cay nồng hoặc nó sọc lên tới ốc, đúng không? Thật ra cái món này khá là đặc biệt nha, lần đầu tiên Khánh ăn. Đây là một cái món gỏi mình đặt tên cho nó luôn đi. Đó, nó có tên rồi cưng. Hứng hờ. Cái kiểu mùi tạt nó cứ lướt qua đời nhau. Nó làm cho mình vậy nè. Không phải hứng hờ mà mình ăn mùi tạt vô mình có cảm giác như mình ở trên mây á, mình ở trên trời đó. Lên, bay lên đi. Lên đi. Đây là món ăn nói đùa là lơ lửng vậy thôi, nhưng mà thực sự khi mà ăn vào món ăn này thì cái vị mùi tạt nó sọc lên vào cái mũi của mình. Nó không nồng nha quý vị. Nó không nồng nhưng mà nó làm cho mình có cảm giác tê tê nhẹ. Nó lưng lửng, nó bay bay và cái vị nó tinh tế vô cùng. Đúng. Nhưng mà sau một cái bữa ăn hôm nay rồi thì không biết là mọi người cảm thấy như thế nào khi mà đến với quán ăn Hạnh Phúc ha. Chủ quán rất là dễ thương. Lúc đầu thì hơi khó tánh một xíu. Không, thật sự là tụi em hiểu lầm anh rồi. Không phải là anh làm khó, nhưng mà thật sự là anh ở đây buồn. Hôm nay tôi buồn nhìn trên phố đông nơi anh để soi sáng lòng. Cho nên là cái việc mà ăn uống đối với anh á, phải cần có một người bạn bè ngồi kế bên nhau, quay quần nhau ăn uống vậy mới hạnh phúc. Đây đây sao? Thì đó ở bển là anh có là cũng không như dám không ăn mà cùng. Thôi. Có cũng như không thôi. Không dám ăn cùng em. Tại vì ăn kiểu giống như là chớp mắt một cái là hết món ăn. Ở bên đó có biệt danh là tia chớp. Dạ, làm mọi thứ rất là nhanh. Thì hôm nay có mặt tụi em đây ăn, thực sự anh rất là vui. Cực kỳ cảm xúc, món ăn cực kỳ ngon luôn. Chắc là mình là chụp tấm hình là lưu niệm lại. Đúng, chính xác. Đúng vậy. Mình đã tới đây cùng với nhau rồi mình phải có hình kỷ niệm chứ, đúng không? À, chụp đâu ta? Cái góc này, em thấy góc này đẹp nè. Ok. Ok, em ghi lại cho em. 2, 3. Ngon là đẹp. Tấm hình rất là dễ thương. Nhưng mà anh nghĩ là dễ thương hơn nếu như chúng ta có chữ ký của hai bạn ngồi đây. Wow. Yeah. Đói. Vậy là hôm nay ông chủ quán xin chữ ký hai chị em mình. Đây, để anh. Đây, ký đi, ký đi. Wow. Ủa đẹp quá. Đây. Xịn không? Trời, trợ lý chụp mà. Đó. Đây, chúng ta sẽ đến cái viện bảo tàng của quán của chúng ta. Dạ. Đây, kính thưa mọi người, những thực khách đến đây chúng tôi đều treo hình của họ trên đây và ông chủ này sẽ để một vị trí rất là đẹp. Dạ, vị trí cao nhất. À, giờ mình chụp hình xong rồi thì mình ra mình ăn nữa được không? Ủa, em còn nhớ phần ăn luôn hả? Em chụp chưa no. Ăn chứ. Em chưa no lắm. Ôi, xin mời cho thôi. Tụi em đến đây để ăn mà. Xin mời, có sao đâu. Hôm nay mọi người đến tới quán ăn Hạnh Phúc thì trước khi ra về thì mọi người có thể nào nói một số cảm xúc của mình được không? Dạ, cảm xúc của em thì hôm nay rất là vui khi được đến với chương trình quán Hạnh Phúc, bởi vì em rất là thích về ẩm thực và món hàng nữa, mà hôm nay được chương trình cho ăn những cái món hàng mà em cũng chưa bao giờ biết, ít biết á. Thì hôm nay cảm thấy rất là vui khi mình được trải nghiệm những cái món mới. Cái đầu tiên mà em vui á là em đã làm cho ông chủ quán ăn Hạnh Phúc trở nên hạnh phúc. Và đến đây để mà cùng trải nghiệm cái ẩm thực Hàn Quốc như vậy rất là mới lạ. Tổng kết lại thì em vẫn thấy rất là hạnh phúc. Mình ăn là hạnh phúc mà, đúng không anh? Đúng, thì anh cũng xin phát biểu rất là ngắn gọn thôi. Dạ. Anh mong là sau bữa ăn ngày hôm nay tụi em sẽ có thật là nhiều
bữa ăn hạnh phúc giống như vậy nữa. Dạ. Bên người thân, bên gia đình, dạ, bên bạn bè, và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tụi em. Dạ, cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Cái món ăn hôm nay rất ngon. Cảm ơn đến nhà tài trợ nhà hàng truyền thuyết Jambon. Hẹn gặp lại.